Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cả NFT Gamer. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục đem đến cho anh em một video về một tựa game Play to Earn rất là mới. Và đặc biệt là trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để nhận NFT miễn phí đối cả dự án ngày hôm nay, một sự kiện rất đặc biệt. Ok, và cụ thể dự án ngày hôm nay là dự án nào, cách chơi và cách nhận được NFT miễn phí trong dự án ngày hôm nay ra sao, thì trước khi vào đến nội dung chính, anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những tựa game Play to Earn mới nhất trên NFT Gamer nha. Ok, và dự án ngày hôm nay mình muốn đem đến để chia sẻ cho toàn thể anh em tham khảo có tên là Run, một dự án kiểu chạy đua ha, chạy đua để earn được những đồng token. Và dự án ngày hôm nay thì chưa ra mắt, nhưng ngày hôm nay mình đem đến cho anh em một cơ hội nhận được những cái NFT miễn phí của trò chơi. Ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về thông tin dự án này nha, để xem là cái cơ chế demo của trò chơi nó là như thế nào. Sau đó cuối cùng mình sẽ hướng dẫn anh em nhận những cái NFT miễn phí của trò chơi ha. Đầu tiên thì Run là một nền tảng trò chơi xã hội thế hệ tiếp theo kết nối các trò chơi và cộng đồng bằng cách kết hợp các yếu tố công nghệ, trò chơi và xã hội Web 3. Chúng tôi sẽ mang đến cho người chơi trải nghiệm chơi game rộng hơn và sâu sắc hơn, đồng thời tăng cường tính tương tác và khả năng chơi. Thì anh em chỉ cần đọc cái tên của nó thôi là anh em đã biết được nội dung chính của trò chơi, đó là chạy chạy chạy. Ok, chạy để earn ha. Và đây là phần play, có nhiều loại trò chơi vui nhộn khác nhau bao gồm đua xe, sinh tồn và trò chơi đồng đội trong các ô vuông. Người chơi có thể có được trải nghiệm chơi game nhập vai trong vũ trụ của Run. Ok, tức nghĩa là sẽ có rất nhiều những cái trò chơi nhỏ ở trong một cái dự án này, và chúng ta hoàn toàn có thể chơi những cái trò chơi đó để earn được những cái đồng token của game ha. Và tiếp theo là với blockchain và NFT, giờ đây người chơi có thể sở hữu và giao dịch tài sản trong trò chơi của họ dưới dạng các vật phẩm, kỹ thuật số độc đáo với sự khan hiếm và quyền sở hữu có thể kiểm chứng được. Nói chung là đây là một tựa game, chúng ta có thể đua xe, chúng ta có thể chạy đua và chúng ta có thể phối hợp với cả team của mình để giành chiến thắng và earn được những đồng token trong game ha. Nói thì có thể là hơi miên man, nên là ở đây mình đang có một cái video demo về cách chơi của dự án ha, đấy nhỉ. Anh em thấy không? Đây là việc chạy đua ha. Đầu tiên là về đồ họa. Đồ họa thì mình thấy là ok ha. Đây giống như kiểu là một giải đua ở trên một ngân hà vậy, kiểu kiểu như vậy ha. Đó, chạy đua này. Sẽ có những skill của những con tướng khác nhau nha. Và đây tập hợp rất nhiều những cái môn thể thao, bơi lội này, chạy đua này, vân vân ha. Và việc của chúng ta là phải ăn được những cái hộp này. Và mình thấy không? Đây là biểu tượng của tiền tệ. Đó, mình nghĩ rằng khi mà anh em có NFT, chúng ta đi chạy đua, chúng ta ăn được những cái hộp ở trong game ấy, chúng ta sẽ earn được token, kiểu kiểu như vậy. Mình nghĩ là vậy thôi nha. Đây là video demo chứ không phải là video chính thức hả? Đó, thấy không? Có ở leo núi luôn này. Ôi, thấy cũng thú vị nha, cũng thú vị đấy. Và việc của chúng ta là phải ăn càng nhiều hộp càng tốt hả? Black 40, token này 50 này. Ok. Ok, và sau khi mà anh em kết thúc thì ở đây sẽ có phần thưởng. Đây là token, token danh kinh. Top 1 nhận được 139 đồng token, top 2 nhận được là 90, top 3 70 và top 4 là 50. Bên này hình như là pool danh kinh là điểm ha, điểm kiểu kiểu điểm ha, kiểu kiểu như vậy ha. Ok, đó là demo về cách chơi và đồ họa trong game nha. Mình thấy rằng cái tựa game này chơi cũng thú vị ấy chứ. Nó tập hợp rất nhiều những cái trò chơi nhỏ nha, rất nhiều những môn thể thao ở trong một cái dự án như này. Đó, đó là demo ha, sẽ không có quá nhiều thông tin để chúng ta tìm hiểu đâu. Và tiếp theo đây là sẽ có phần tạo NFT. Thì mình thấy là phần tạo này chưa bắt đầu nha, sắp ra mắt này. Nhưng mà một chút nữa mình sẽ hướng dẫn anh em tạo một cái NFT miễn phí ở trong một cái dự án như thế này. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nốt về dự án này. Và đây là phần racking, chạy đua ha, sẽ có rất nhiều map khác nhau để chúng ta chạy này, thấy không? Mình thấy là đồ họa cũng ok và cách chơi thì cũng ổn ha. Còn không biết là chơi thì như thế nào. Đây là lối chơi này. Và đây là team, hoàn toàn có thể chơi theo team ha. Và cuối cùng là lộ trình. Thì mình thấy rằng cái phần min NFT sẽ thực hiện trong cái quý 1 năm 2024. Tức nghĩa là chỉ còn một vài tháng nữa thôi. Mình nghĩ là một vài ngày nữa thôi là sẽ mở min ha. Còn quý 2 là sẽ có khởi chạy token và ra mắt trò chơi. Ra mắt trò chơi vào quý 2 ha. Và cuối cùng ở đây thì mình thấy rằng cái tựa game này không có banner khủng cho lắm. Thế thôi, đó là cái điểm yếu duy nhất của dự án nha.
Còn tất cả các cái còn lại, ví dụ như là đồ họa này, cách chơi này và cách ơn thì mình thấy là cũng ổn. Cũng ổn ha. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có được quyền tạo NFT miễn phí ở trong dự án này? Hay là nói dễ hiểu hơn là làm thế nào để tao có một cái NFT miễn phí và chơi game miễn phí và earn token miễn phí? Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em luôn nha. Let's go. Và quay trở lại với cả video ngày hôm nay, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nhận cái quyền min NFT miễn phí ở trong tựa game Run. Và mình cũng xin nói thẳng thắn luôn là cái cách để nhận quyền min miễn phí mình đánh giá là nó hơi vớ vẩn. Thật, mình cũng không đến nỗi rảnh như vậy luôn, thề. Và cụ thể cách nhận như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn này. Đây nha, mình đã nốt lại này. Ok, sorry anh em, đây là mình nốt lại các mảnh đất ở trên Pixel ha. Mình sẽ cắt sang một trang mới luôn. Đây là các bước nhận NFT. Và đầu tiên cách nhận, bước 1 là anh em phải có mã code. Đây à, đây chính là mã code anh em cần phải có. Sau khi mà anh em copy mã code này vào rồi thì anh em nhắn tin cho thằng AD, thằng DeVi của dự án. Đây nha, ví dụ ở đây mình đã nhắn tin với cả thằng DeVi rồi. Sorry anh em ha. Đây nha, mình sẽ nhắn tin cho nó một cái mã code như này. Link Telegram của thằng DeVi thì mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em nhắn tin ha. Sao chép này, mình sẽ gửi mã code cho nó. Đó, và gửi với nội dung. Nội dung là I want to cái gì đó, wallet code người NFT gamer này. Ok. Đó, và chờ nó trả lời và giao nhiệm vụ cho anh em nha. Kiểu như vậy hả? Ok, sau khi mà anh em nhắn tin cho admin của dự án, sau đó thì người ta sẽ gửi cho anh em một cái nhiệm vụ ha. Anh em chỉ cần copy cái bảng nhiệm vụ này và dịch nó sang tiếng Việt là được. Nhưng mà lưu ý nha, thỉnh thoảng chắc là có lẽ là do là chênh lệch về thời gian giữa nước này với cả nước kia nên là họ sẽ reset tin nhắn hơi lâu một chút. Như anh em thấy đây là mình nhắn tin từ 3:58 đến bây giờ là 5:36 với được reset tin nhắn. Ui, vậy nên là mình mới nói là nó hơi mất thời gian và hơi vớ vẩn. Thật ra thì những nhiệm vụ này team DeVi hoàn toàn có thể cho lên một cái trang web làm nhiệm vụ tự động, ví dụ như là Zenly hay là một vài những cái trang khác làm sự kiện, hoàn toàn có thể làm được những nhiệm vụ này, rất đơn giản mà, đúng không nào? Nhưng mà có lẽ là họ muốn là chính tay họ trao cho người chơi những wallet thì phải. Ok, bây giờ quay trở lại với cả phần làm nhiệm vụ thì anh em chỉ cần copy cái nhiệm vụ mà admin gửi nha, sau đó anh em dịch cái nhiệm vụ đó sang tiếng Việt là được. Nhiệm vụ 1 là đăng câu trả lời của bạn trên Twitter và Run Global đề cập đến Run XYZ ha. Và nhiệm vụ 2 là mời nhiều hơn một người bạn vào nhóm và yêu cầu họ nhắc đến bạn và admin này. Nhiệm vụ 3 là vui lòng bình luận, retweet, thích, đánh dấu và gắn thẻ 5 người bạn ở trên cái đường link này. Và vui lòng gửi 3 ảnh chụp màn hình cho tôi, sau đó gửi địa chỉ ví Polygon cho người này. Và đừng đạo văn, đừng lừa dối. Đó, nói chung là họ thì muốn là không muốn nhiều người chết ạc, nên là với làm tay như vậy thì mình cũng hiểu thôi. Ok, bây giờ mình hướng dẫn luôn nha. Đầu tiên là Tweet and Run Global. Ok, anh em cần đọc kỹ cái bài văn này, nó rất là dài nha. Đó chính là một trong những lý do mình nói là nó hơi vớ vẩn, thề. Anh em đọc kỹ nha, sau đó anh em vào trong phần cái nhóm của nó nha. Đấy nha, sau đó anh em vào trong cái nhóm của cái trò chơi này. Ở đây sẽ có phần Global ha. Anh em tweet lại câu trả lời, ví dụ như là à, tôi thấy dự án này rất là hay, hay là tôi thấy dự án này có ra mắt ổn đó. Nhưng mà lưu ý là viết bằng tiếng Anh nha. Ví dụ mình sẽ trả lời là ok, dự án rất là hay. Ok, lưu ý là anh em đừng lặp lại cái nội dung của mình nha. Anh em có thể là bình luận một cái khác chẳng hạn. Đó, anh em có thể đọc hết cái bài viết dài dài vừa nãy và bình luận cho nó một cái khác. Đó, đừng có đạo lại văn của mình nha, nếu không là nó sẽ cấm anh em đấy. Sau khi mà anh em đã nghĩ ra một cái câu bình luận rồi, anh em đăng nó lên Twitter của mình. Và lưu ý là anh em post lên, anh em phải chụp lại màn hình bài post này nha. Ok, chụp màn hình lại. Và cuối cùng là anh em vào trong nhóm của dự án. Đấy nha, anh em vào trong nhóm global của dự án này, anh em đăng lại cái gì nhỉ, cái nội dung đó và tag tên cái thằng admin vào. Đây là ví dụ mình tag tên thằng Dân này. Sau khi mà anh em tag tên vào rồi, anh em chụp ảnh màn hình lại là được ha. Quay trở lại với cả nhiệm vụ thứ hai, đó là anh em invite một người bạn vào trong nhóm, sau đó cái người bạn đó cần nhắc tên của anh em và nhắc tên của thằng admin này. Ví dụ nha, nó hơi lằng nhằng nha, thề mình rất là bực với những cái nhiệm vụ này. Đây nha, hình như là hôm qua có mấy ông vào này. Đây nha, ví dụ này,
cái ông Nguyễn Quý 193 này mời cái ông Duy Còi, thì cái ông Duy Còi này phải vào trong cái nhóm này, gõ là Thanh A còng Nguyễn Quý là A còng cái người mời vào ấy, cái người mà mời anh em vào, anh em gõ A còng vào này, đã mời anh em vào trong cái nhóm này. Sau đó anh em tag tên cái thằng admin run xyz vào đó, nói chung là như vậy ha. Sau đó anh em vẫn phải chụp màn hình vào nha. Ok, cái nhiệm vụ thứ mới đây, nhiệm vụ thứ ba đó là anh em comment này, retweet này, like cái bài tweet của nó và tag tên 5 bạn bè vào trong cái trang x này đó nha. Đó, anh em chỉ cần gọi là like, retweet ok, và tag tên 5 bạn bè vào trong bài tweet này. Những cái này đơn giản rồi. Lưu ý là anh em cần chụp ảnh màn hình lại, sau đó gửi cho cái thằng admin này và gửi kèm theo cái địa chỉ ví là anh em đã có quyền gọi là nhận được một cái vé min NFT miễn phí đối với cả dự án ngày hôm nay rồi. Nói chung là nó chỉ có vậy thôi. Nếu như mà anh em còn chưa hiểu chỗ nào, hoàn toàn có thể liên hệ với mình để mình có thể là hỗ trợ hướng dẫn anh em nha. Và mình đánh giá là nó hơi rắc rối và mất thời gian, nên là anh em nào có thời gian độ khoảng là có thể bỏ ra độ khoảng là 3 hay 5 phút, thậm chí là nhiều hơn một chút để làm cái sự kiện này, thì mình thấy là cũng được thôi. Bởi vì là khi mà anh em có NFT miễn phí thì hoàn toàn chúng ta hoàn toàn có thể là chơi game để earn được token được. Dù sao đi nữa thì chúng ta chỉ cần bỏ ra được khoảng một vài phút, 5-6 phút gì đó để làm những nhiệm vụ này thôi, và chúng ta nhận lại được một cái quyền min NFT miễn phí thì mình nghĩ là cũng xứng đáng mà. Ok, video của mình đến đây cũng đã khá dài rồi. Video tiếp theo sẽ là về một tựa game rất là mới, nên là anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những tựa game Play to Earn mới nhất trên kênh NFT Gamer nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.